Các bạn, các em, các cháu thân mến,
thay mặt cháu là chú thay mặt cháu hôm nay là rất vui mừng và xúc động, thay lời cảm ơn cho mọi người, cho gia đình và cảm ơn quý khách bớt được thời gian để chung vui cùng các cháu. Sự hiện diện của khách là niềm vui của hai cháu, của bà gia đình. Thì có ngày như hôm nay ở đây rất khách quê người. Ở quê nhà thì có mẹ, có cha, có phụ, chú bà, dân xã. Ở bên này thì có chú cháu. Nên hôm nay chú thay mặt bố mẹ cháu chọn ngày hôm nay tổ chức ngày tròn năm cho cháu Lina và ngày bảo hủy cho bố mẹ cháu là Duy Ngọc và Anh Lâm. Sự hiện diện của mọi người hôm nay để làm tăng thêm niềm hạnh phúc, niềm vui cho gia đình. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Chúc các cháu Lina chơi ngoan chồng lớn. Thay lời đây cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian đến hôn đường tại hôm nay. Trong buổi tiệc có gì điều đó mong quý khách bỏ qua cho. Và sau đây thì có cháu Ngọc có đôi lời cảm ơn với các quý khách hôm nay. Con đây. Hello. Thì con nói gì lên mặt là tức cô chủ gì mà và anh thì một ngày sức khỏe với ta. Con cảm ơn tất cả cô chú dì bác và anh Kỳ và các em đã vượt được một thời gian để đến dự buổi tiệc của vợ chồng con. Con cũng biết là tri ân đi chúc cô chủ dì bác anh Kỳ một buổi tiệc vui vẻ đang ấm áp. Con chia sẻ ạ. Vâng, xin cảm ơn, xin phần lời cảm ơn lời phát biểu của anh Duy Hạnh và chú rể Duy Ngọc. Và trong tất cả các buổi lễ vu quy thì chắc hẳn không thể nào thiếu được nghi lễ chào nhẫn cưới. Và ngay bây giờ thì xin mời chú rể và cô dâu tiến lên phía trước và trao nhau chiếc nhẫn cưới. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Thousand miles between us now. It causes me to wonder. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, các anh chị và những người yêu quý và gần gũi thân thiện với gia đình nhà Hạnh Hồng. Và đặc biệt đó là hai cháu Ngọc Lâm và cháu gái yêu quý Lina. Vừa rồi lời giới thiệu của MC thì tôi xin được đính chính lại một chút. Thì hôm nay có thể đồng hai tư cách là tư cách đại diện cho Hội Đồng Hương Nghệ An nhưng và đồng thời là người thân trong gia đình, thì có lẽ trong khuôn viên nhỏ hẹp và nhưng mà rất đầm ấm, rất ấn tượng. Và tôi xin phép là thành viên trong gia đình gần gũi và xin được thay lời cho gia đình xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới tất cả toàn thể các anh các chị đã hiện diện trong buổi tối hôm nay. Và kính thưa anh các chị, và điều đặc biệt là hôm nay sau cùng nữa thì thay mặt gia đình xin được gửi lời kính chúc cũng như chúc cho toàn thể các anh các chị cùng tại gia đình chúng ta tại Cộng hòa Liên bang Đức luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc với một cuộc sống
luôn luôn phát triển và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Trần Văn Dũng. Và trong ngày lễ sinh nhật thì chắc chắn chúng ta phải hát Happy Birthday rồi đúng không ạ? Quý vị có thuộc bài này không ạ? Đó, vậy thì bây giờ hoan anh bắt nhịp và tất cả chúng ta cùng hát để mừng sinh nhật bé được không ạ? Sẵn sàng chưa quý vị? Rồi, ok, xin mời nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nhanh lên nào. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và chắc hẳn là đây sẽ là một lễ sinh nhật rất đáng nhớ đối với cuộc đời bé Nina. Và trong lúc này đây, Phan Anh biết rằng mẹ của bé Nina đang có rất nhiều tâm sự, rất nhiều cảm xúc lúc này. Và chắc chắn là Anh Lâm sẽ có một đôi lời chia sẻ với tất cả chúng ta và cảm ơn quý vị. Xin mời, xin mời. Anh thì bạn bè và tất cả những người thân ở đây chung vui buổi tiệc đã có vào ngày hôm nay ạ. Tôi thì có rất là xúc động vì lần đầu tiên mà được tổ chức tập con với chồng con thì không biết bao nhiêu chỉ có lời cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc của con ngày hôm nay ạ. Con xin cảm ơn. Vâng, và ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi trẻ và chúc mừng bé Nina. Rượu của quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rượu của quý vị đâu ạ? Chúng ta cùng vô một cái thật hoành tráng được không ạ?
một ca khúc rất là ngọt ngào của nhạc sĩ Lam Hương mà mình muốn trong lúc quý vị dùng nữa thì sẽ gửi tới quý vị một ca khúc lãng mạn, một ca khúc du dương để quý vị có thể lắng lặng một chút. Và hát đến đây sẽ là những ca khúc sôi động, một ca khúc của nhạc sĩ Lam Hương được mang tên Biển Tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Sóng vô tận nước xa, một
bát giao đi tiếng mái theo dưới con gầy hồ cầu có con chân chân có hai người có hai người hai người thế nào thank you.
Vâng, anh Quẩy rất nhiệt tình ạ. Anh ngăn lời một tí nhé. Hôm nay có anh họp anh muốn hát một bài. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, có yêu lòng bỗng nghe lạnh. Trời mùa sương ngày phải tua thành, em không lời anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Anh đã yêu lần sau, chẳng tại chiều hôm xưa không còn nắng, hè đêm mộng đôi mai vắng dài gần, chẳng tại mưa nơi vùng xa thì gió sợ em làm buồn làm mất. Tất nhiên là chú Thím sẽ ủng hộ và giúp đỡ các cháu.
đạt được nhiều thành quả và thật nhiều hạnh phúc. Và xin gửi đến hai cháu, tặng hai cháu bài hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Nhưng mà cũng lần đầu tiên đứng trên sân khấu, một sân khấu lớn của Bắc Linh, cho nên con có thể là quên lời, cho nên là bà con thông cảm. Xa vào
bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Đôi ta cũng sẽ không xa rời.